Là em út của nhóm nhạc nam nổi tiếng Tango BTS, Jungkook luôn là cái tên thu hút được sự chú ý của nhiều fan hâm mộ trên toàn thế giới bởi giọng ca nội lực, phong thái cuốn hút và nhan sắc đẹp trai nam tính. Không chỉ sở hữu visual nổi bật, út vàng của BTS còn khiến cho người hâm mộ trầm trồ bởi những cách vàng cao đẹp và tính cách dễ thương hoạt náo. Không chỉ nam tính cuốn hút trên sân khấu khiến cho bao trái tim fan girl nghẹt thở, mắt này Jungkook cũng đã để lộ bao lần làm nũng như một chiếc thỏ con khiến cho thành viên của BTS không thể nào thoát khỏi sự mèo mèo đó. Nói đến đây, từ Bible có tò mò về những lần Mark-Nay Jungkook làm nũng sẽ thế nào không? Chần chờ chi mà không cùng mình khám phá ngay nha! Nếu bộ thích làm nũng, hãy đến với KD K-pop Shop và làm nũng với chủ shop đi. Biết đâu sẽ có được một cây kẹo ngọt từ vị trí shop KD đây. Giờ thì KD go! Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bộ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha! Đầu tiên là phép thuật Queens biến Jungkook thành em bé Born Voyage. Trong mùa 4 của show cây nhà lá vườn BTS Born Voyage, cả nhóm đã đến du lịch tại New Zealand và Jungkook cũng đã có sự thay đổi kiểu tóc ở mùa này khiến cho bao chị em say như điếu đổ vì quá dễ thương. Ở tập 2, các thành viên đã đến thăm trang trại nuôi cừu, một khung cảnh tuyệt vời hiện ra trước mắt các thành viên khiến cho cả nhóm không khỏi thích thú. Vui nhất là khoảnh khắc Jungkook hớn hở ôm lấy chú cừu từ chủ trang trại và hớn hở tạo dáng để các anh chụp ảnh. Quả tóc mới cùng điệu bộ cute của Mark-Nay khiến cho các anh u mê chẳng thể rời mắt. Sau một ngày vui chơi, các thành viên đã quay quần cùng nhau ăn tối. Khoảnh khắc út cưng vui đùa với cuốn nhưng lại quay mông về phía các anh, dáng vẻ Jungkook lúc ấy nhìn như một viên bột tròn ẩm ấy. Jungkook cần nói chuyện, giao lưu với những chú cuốn khiến cho Suga phải thốt lên, nó không hiểu tiếng Hàn. Hai chú cuốn sau đó còn xảy ra xung đột với nhau, khiến cả nhóm phải thốt lên, stop. Còn Mark-Nay thì quay sang nói với các anh, em có thể tham gia vào cuộc chiến không? Thế là Jungkook hào hứng nhảy ra, khiến mấy em cuốn sợ bỏ chạy luôn. Thật sự thì không nhịn được cười với Mark-Nay của bang tan mọi người ạ. Thứ hai, Jungkook làm nũng trên sân khấu. Trong tour diễn BTS Big Yourself Tour in Crosspo LA Concert 190505, Bangtan đã có một đêm diễn bùng nổ với rất nhiều cảm xúc, đặc biệt đặc sản mùa concert. Lightway không thể nào thiếu trong những dịp đặc biệt thế này. Trong khi các thành viên hướng dẫn ARMY tạo sóng bằng tiếng Anh, thì Jungkook đứng kế bên RM đã đa dấu bằng cơ thể để leader truyền đạt đến fan. Cử chỉ nhún người của Jungkook khiến cho Suga đứng bên không nhịn được cười. Fan cũng chẳng thể vượt qua được sự dễ thương này mà cười rộ lên. Eo ơi, em út nhà ai làm cưng thế không biết. Thứ ba, khi Jungkook buông lụa. Tập 30, 31 show thực tế cây nhà lá vườn Run BTS, các thành viên sẽ diện những trang phục retro và nhảy trên nền nhạc bất kỳ mà staff lựa chọn. Tới phần trình diễn của mình, Jungkook đã đốt cháy cả trường quay bằng vũ đạo bùng cháy của mình. Hãy quên đi một Jungkook ngây thơ và chào đón một Jungkook hoàn toàn mới. Sự phá cách của Jungkook khiến cho các thành viên không thể cưỡng lại được. Ở trò chơi nửa tỉnh nửa mê, cả 7 thành viên cùng nằm xuống giường và nghe một bài hát thiếu nhi. Sau khi nghe bài hát, cả nhóm sẽ được ngủ 30 phút và thức dậy ngay lập tức để hoàn thành lại bài hát vừa nghe. Mọi chuyện diễn ra vô cùng êm ả cho đến khi máy quay vô tình quay trúng Jungkook. Có lẽ vì quá mệt mỏi mà Mark-Nay nhà ta ngủ đến mức ngọ quậy lăn khỏi giường và tiếp đất an toàn. Suga nằm kế bên cũng nắm được tình hình rồi còn híp mắt trước tình huống này. Sau 30 phút, các thành viên đều được gọi dậy và hoàn thành lại ca khúc Stomato. Trong khi các anh đã thức dậy hết, Jungkook mặt vẫn còn ngái ngủ và cố gắng níu kéo thêm chút thời gian khiến cho các anh cũng phải thốt lên. Cứ để em ấy nằm đó đi. Thứ tư, AAA. Trong tập phát sóng đặc biệt Run BTS 140, kết hợp với The Game Caters của NaPD, cả nhóm đã được đổi gió với những trò chơi mang đậm nét NaPD. Trò nhìn hình nói tên nghệ sĩ, hoạt động trong K-Biz đã 8 năm nên việc đã từng gặp mặt, từng hợp tác với các nghệ sĩ khác có thể giúp cho Bangtan vượt qua trò chơi này dễ dàng. Nhưng chuyện tương lai đâu ai biết trước, sau khoảng gần 7 lượt, cả nhóm luôn bị vấp ở một nhân vật nào đó. Nhưng chẳng phải vì nhóm không biết, mà vì thời gian quá nhanh khiến các cậu ấy chẳng kịp log in. Ở vòng đấu cuối cùng, các thành viên tập trung cao độ và Jungkook là người mở màn. $4 là câu nói vụt ra từ miệng cậu út khi nhìn hình ảnh của tiền bối Kim Jong Choi xuất hiện. Biết mình trả lời sai, cậu ấy đã nằm trườn ra sàn và kêu lên thảm thiết a, khiến cho cả trường quay chẳng thể nhịn cười. Thế nhưng các anh vẫn bỏ qua cho út cưng mà kêu em đứng dậy đi, xong hết rồi.
Ở phần trò chơi trong The Game Kaitas, cả nhóm sẽ phải bốc thăm ngẫu nhiên và thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Trong Cúc là thành viên có nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất, nên xung phong đi quấy phá các anh. Trong Cúc của tập ấy như một em bé thực thụ, đi giấu phần trứng cút của anh trên khắp nhà rồi tới phần domino của em, lại còn quăng cả bịch thức ăn dành cho nhiệm vụ của J-Hope lên máy lạnh. Lấy búa gõ vào người của Suga và ngăn cản viên nhảy. Cái dáng tròn ụ ấy và những trò quấy phá không điểm dừng khiến cho các anh nhức đầu và sợ hãi cậu Út. Mấy bùa nào, có em nhỏ chắc sẽ hiểu đây. Mấy đứa em nó cứ phá phách đủ chỗ rồi mình lại phải đi thu dọn cái sự rối ren ấy. Cơ mà em nó cứ trưng cái vẻ mặt dễ thương ra mà biết làm sao giận được cơ chứ. Chịu đây. Thứ năm, chơi game phong cách của Trung Quốc. Ở tập 59-60 của Run BTS, cả nhóm cùng nhau trả lời những câu hỏi mà staff đưa ra, như có bao nhiêu cớ kẹo trong bịch, khỏi luồng kẹo. Ở mỗi câu trả lời đúng, các thành viên sẽ được thưởng thức món kẹo ấy. Khi đến phần đoán số lượng chẳng lẻ trong hộp sô-cô-la, vừa mở gói kẹo ra để đếm vì mắt nay nhà ta đã đặt một tay vào một viên kẹo trước. Đợi các anh đếm xong là đưa vào miệng liền, khiến cho J-Hope ngồi kế bên chỉ biết cười trừ. Thứ 6 là nghịch ngợm. Trong hậu trường quay MV Bogus Love, thời tiết hôm đó rất lạnh khiến cho cả nhóm phải choàng thêm lớp áo khoác dày bên ngoài. Ấy thế mà Trung Quốc nhà ta vẫn không choàng áo. Có lẽ là đến lượt quay của cậu nên mất nay đã nghĩ ra cách tập boxing cho đỡ lạnh. Mới một phút đầu Trung Quốc còn nghiêm túc, nhưng ở những phút tiếp theo, Trung Quốc đã tiến về các thành viên khác đang đứng rồi bày trò nghịch ngợm. Nũng nịu với các anh, cậu ấy còn tiến lại Jin và choàng tay ôm lấy anh mình, cướp lấy áo khoác của anh luôn. Thứ 7, Trung Quốc thích thế thì sao nào? Trong tập phát sóng thứ 66 và 67 của Run BTS, Bangtan đã cùng nhau đến vòng đọc truyện và lần lượt tham gia các trò chơi. Ở trò chơi thứ 5, cả nhóm sẽ được giao cho 6 quyển sách cùng loại và một thành viên sẽ không có sách, dùng bảng kẹp vẽ để che sách và lừa staff. Các staff sẽ lần lượt đưa ra câu hỏi và các thành viên phải trả lời để đánh lạc hướng staff, không để staff đoán đúng vị trí, người không giữ sách. Mới bắt đầu trò chơi, con tim các staff đã hướng về Trung Quốc và đặt rất nhiều câu hỏi cho Trung Quốc trả lời, vì mắt nay nhà ta chẳng thể nói dối được. Khi staff hỏi, thể loại truyện của em là gì? Trung Quốc đáp, là chủng loại. Bonobono chứ là gì ạ? Bực mí, Bonobono là tên của quyển truyện. Sau đó staff đề nghị Trung Quốc đọc một câu thoại trong truyện, cậu ấy nhanh nhàng đáp, Bonobono à? Cách trả lời hững hờ của Trung Quốc cùng với sự dễ thương xuất hiện không báo trước khiến các thành viên u mê cười tít mắt. Ở trò chơi, đo âm thanh ăn mì ramen, cả nhóm phải ăn sao cho tiếng ồn phát ra dưới 80 dB. Nếu ba thành viên vi phạm thì cả nhóm sẽ thua. Vì mở màn trò chơi với sự cẩn thận, điềm tĩnh và nhanh chóng vượt qua. Đến em Út Trung Quốc, có lẽ vì niềm tin dành cho các anh rất lớn, nên Út nhà ta đã hút mì một cái rột 90 dB, khiến cho các thành viên khác bật cười bất lực. Có vẻ ngay từ đầu Trung Quốc đã có ý định ăn no cho đã cái nư nên có cười trước với các anh trước khi bắt đầu. Thứ 8, khoai lang ngào năm ấy. Chương trình Run BTS thực sự là nơi để cho Bangtan có cơ hội được học tập và trao dồi rất nhiều kỹ năng, trong đó sự tiến bộ về cách nấu ăn là điều rõ ràng nhất. Mình nhớ trong tập 20, các thành viên sẽ chia thành hai đội để trổ tài nấu ăn và MC Jin sẽ là người quyết định kết quả của hai đội. Đội của Suga vì Jimin phụ trách món hải sản xào cay cùng với bánh xèo khoai tây, trong khi đội của Trung Quốc RM J-Hope sẽ đảm nhận là món gà xào cay và khoai lang ngào đường. Có vẻ em Út vô cùng tự tin với thực đơn hôm ấy và cái kết không thể đặc biệt hơn. Món khoai lang ngào đường dính chặt trên dĩa ra đời. Món ăn này có vẻ đã biểu dương cho sức mạnh vượt trội của Trung Quốc, vì dù có lực ngược dĩa hay là xoay 7-7-49 lần thì phần khoai vẫn kiên cường bám chặt trên mặt dĩa, khiến cho các thành viên cười không nhặt được mồm. Quả là người nổi tiếng luôn tạo ra điều nổi bật ha. Thứ 9, tình yêu với sữa chuối. Trong buổi phỏng vấn Tokopedia cùng với BTS năm 2020, MC chương trình đã giới thiệu sơ về các món ăn của Indonesia cho Bangtan. Như mọi người cũng biết, mắt nay Trung Quốc là người chơi hệ sữa chuối nên trong vài khoảnh khắc, chúng mình sẽ dễ dàng nhận thấy. Ánh mắt của Trung Quốc hướng đến những hộp sữa chuối của chương trình. Hiểu được tâm lý của Út Cưng, Jimin đã đề nghị MC cho Trung Quốc đại diện nhóm thử món sữa chuối nổi tiếng của Indonesia. Thời tới cản không kịp, thế là Trung Quốc đã nhanh nhẹn lấy hộp sữa chuối ở bên cạnh thưởng thức rồi khen tắm tắt, khiến cho các anh cũng chỉ biết cười trước tinh thần ăn uống của mắt nay. Có vẻ sự nũng nịu khi muốn uống sữa và cảm giác được thỏa nỗi lòng của Trung Quốc là điều làm nên sự đặc biệt của bé bánh. Thứ 10, quả xinh ăn ngập tràn sự cute. Trong một video do Big Hit công chiếu mang tên Drummy,
Nomination Night, các thành viên BTS bao gồm RM, Jimin, Jungkook và V đã cùng nhau tập trung trước TV để chờ danh sách đề cử Grammy 2021. Hòa cùng không khí hội hợp và hân hoan ấy, còn có thêm sự hiện diện của chiếc bụng đói. Phải chăng đã linh cảm được điều đó nên V đã nhanh trí chuẩn bị trước đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm khi đang chờ đợi và phần bánh ấy vô tình lọt vào tầm ngắm của Jungkook. Đầu tiên, Vi đã dụ dỗ Jungkook bằng những phần cơm nắm, đợi đến những quả trứng gà luộc và yêu cầu Jungkook làm động tác dễ thương mới được ăn. Tâm này thì liêm sĩ gì nữa? 1, 2, 3 Jungkook nhanh nhẹn làm duyên sau 3 tiếng đếm của Vi, thế là Vi đã thỏa lòng mong ước. Army cũng có cơ hội sưu tầm vài quả mim chất lượng rồi nhé. Sau quả trứng luộc, mục tiêu tiếp theo của Jungkook là cốc mì trên tay của Vi. Vẫn là câu nói cũ, làm điều gì dễ thương đi. Jungkook một lần nữa khiến cho Army đổ gục bởi sự cute, mà đấy cũng là lý do cậu ấy lấy được cốc mì trên tay của V. Sự dễ thương quay mút làm sao có thể cưỡng lại mấy bồ ha. 11. Các anh là nhất với em. Trong tập phát sóng Run BTS tập 98, cả nhóm chia thành hai đội Double Line và Vocal Line thể hiện một ca khúc của đội đối phương. Đội nào có số điểm lớn hơn sẽ chiến thắng. Ở phần trình diễn của mình thì Jungkook đã lựa chọn ca khúc Vốn Dĩ Dành Cho Mẹ để tri ân các anh, những người đã chăm sóc và có ý nghĩa như gia đình của Jungkook. Mất đây Jungkook đã trưởng thành và nhận được tình yêu to bự từ các anh. Ca khúc cũng thay cho lời biết ơn của Jungkook dành cho 6 người anh của mình. Chứng kiến sự trưởng thành của mất đây, các anh quả thực đã rất tự hào về em út vàng. Jungkook là em út của Bangtan, là thành viên debut khi bản thân còn chưa kịp hiểu rõ chính bản thân mình. Nhưng chính sự chăm sóc yêu thương và dạy dỗ của các anh đã rèn luyện nên một Golden mặt này đẹp trai, tài giỏi, nhân cách vàng, là một trong những viên ngọc sáng của làng K-pop hiện nay. Tình cảm gắn bó như một gia đình của Bangtan luôn khiến cho ARMY tự hào và cũng là điều tuyệt vời nhất tồn tại trong K-pop. Đầy những solo tăng tính, mong rằng các thành viên sẽ luôn mãi mãi đồng hành, sát cánh bên nhau và cùng nhau làm nên mọi sự tốt đẹp nhất Bangtan nha. Còn bây giờ nhớ đăng ký kênh Vẫn Quả Chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào một tối hàng ngày lúc 19 giờ. Bye bye.